Tiếp theo đây là tập thứ 12 của Hồi ký Địa ngục của tác giả Bùi Anh Tuấn. Xin mời quý vị và con mình cùng nghe tiếp. Phân đoàn của sở sẽ nhóm họp tức khắc để phân xử mối bất hòa của Tam Đa. Tân phì cười nói với Thiện, mình cũng họp chứ. Ê, sao lại không? Dù sao mình cũng là đảng viên dự bị cộng sản kia mà. Ai cấm những kẻ giác ngộ giữ những cuộc họp công khai, có phải không anh? Cũng nên coi cho biết, kẻo ít nữa lại tiếp. Chế độ dân chủ cộng hòa quả đã có nhiều chuyện phi thường mà chưa ai được nghe nói tới. Tân ăn cơm vừa xong thì tiến triển họp phân đoàn dứt hồi đầu. Phân đoàn là một tổ chức nghiệp đoàn theo lối cộng sản. Mọi nhân viên trong khu đều bắt buộc phải gia nhập phân đoàn. Phân đoàn có trách nhiệm hướng dẫn đoàn viên theo đúng chủ nghĩa Mác. Phân đoàn nhóm họp trong một căn nhà kiểu xưa bằng gỗ. Mọi người ngồi im như tượng, sau dễ bàn dài trong khi chủ tịch khai mạc buổi họp. Viên chủ tịch mở đầu bằng một bản kinh Mác. Phân đoàn triệu tập các đồng chí lại đây để thảo luận về một vấn đề quan trọng. Đó là câu chuyện ái tình giữa chị Đào và hai anh Định Đức. Xin các đồng chí hãy áp dụng duy vật biện chứng pháp để lập luận cho vững vàng và có tinh thần cách mạng. Tôi tin rằng dưới ánh sáng chủ nghĩa Mác Lênin, hội nghị sẽ thành công và các đồng chí Đào, Đức, Định sẽ có cơ hội được tiến bộ thêm. Đức, ông chồng bị mọc sừng lên tiếng trước tiên. Y đứng lên giọng run run, kể lại tấn kịch vừa xảy ra tại nhà Y. Vợ Y và Định đương tình tự với nhau trên giường. Y nảy ra một lô chứng tá. Đức có vẻ bực bội, và mặc dù Y cố nén nỗi căm tức, lời nói của Y vẫn đựng chút hằn học. Trong khi nói, Y nhìn thẳng vào mặt Định như muốn ăn tươi nuốt sống tên tình địch có quyền thế. Đức dằn từng tiếng một. Anh Định bị bắt quả tang thông gia với vợ tôi. Người vợ có treo cưới, hôn thú hẳn hoi. Anh Định là một cán bộ cao cấp. Trong các buổi họp kiểm thảo vẫn mặt sát những kẻ đi tìm ái tình bậy bạ, vụng trộm. Đó là một cái nhục cho sở, vì một cấp bộ treo gương xấu. Dân chúng sở tại còn coi chúng ta ra gì nữa? Viên chủ tịch xua tay. Yêu cầu đồng chí Đức trình bày một cách khách quan hơn là không được phép lấy điều nhận xét sai lầm của mình làm kết luận chung. Và ngoảnh về phía thư ký buổi họp. Yêu cầu đồng chí thư ký ghi điểm đó vào biên bản để sau này phê bình sửa chữa cho đồng chí Định tiến bộ. Hội nghị có tán thành không? Và không đợi cử tòa tán thành, chủ tịch tiếp sang một khác. Mụ Đào ăn nói lưu loát hơn anh chồng. Cặp mắt màu sắc như dao cạo. Mỗi lần liếc nhìn mọi người lại sáng quắc lên như muốn cắt da cử tòa. Mụ Đào công nhận có đi lại với đồng chí Định. Nhưng biện hộ rằng đó là một nhu cầu sinh lý hợp lý. Mụ không yêu chồng mụ nữa vì chồng mụ thuộc giai cấp tiểu tư sản dao động. Và có một cá tính thái hóa không hợp với nhân dân lao động. Dưới chế độ dân chủ cộng hòa, dưới sự lãnh đạo của Bác quý yêu, mụ có quyền được yêu theo ý mụ và mụ yêu cầu phân đoàn lấy quan niệm cách mạng mà giải quyết vụ này và giải phóng mụ ra khỏi gông cùm phong kiến của anh chồng mà mụ ghét. Mọi người đều im lặng khi Định bắt đầu biện hộ. Định là một cán bộ cộng sản kỳ cựu hiện phụ trách điệp báo ở công an khu. Tôi có yêu nữ đồng chí Đào, y nói. Tôi yêu một cách thẳng thắn. Vì người chiến sĩ vô sản không hề làm điều gì khuất tất. Tôi không công nhận Đức là chồng chị Đào vì chúng ta sống dưới một chính thể cách mạng. Không có điều gì chứng tỏ rằng chị Đào là vợ Đức. Với hồng thú của thực dân phong kiến cấp cho Đức ngày trước không có giá trị. Về mặt pháp lý, nhân dân cũng như về quan điểm cách mạng vô sản, người chiến sĩ Marxist có một tình yêu thực tế. Việc tôi đi lại với chị Đào chỉ là một hành động thực tế. Anh Đức đã cả gan dẫm lên những nguyên tắc vô sản và đã phỉ báng tôi một cách phi lý. Tôi yêu cầu đoàn thể trục xuất Đức ra khỏi phân đoàn và cho phép tôi được sống với chị Đào. Đức gầm lên như con hổ dữ. Tại sao lại không phải là vợ tôi được? Giấy hôn thú tôi còn giữ đầy đủ cả. Chính đồng chí chủ tịch trước kia cũng đi ăn cưới tôi.
chắc đồng chí cũng phải cho đó là một cuộc hôn nhân hợp pháp. Anh định bảo rằng giấy hôn thú từ hồi thực dân không có giá trị. Tại sao không ai dám nói điều đó với ông chủ tịch kháng chiến Liên Khu? Ông ấy cũng cưới vợ từ hồi phong kiến đấy. Có chế độ nào lại dung thứ cho kẻ mạnh đi cướp vợ của kẻ yếu bao giờ? Chủ tịch thét lớn bắt Đức ngồi im. Hội nghị thảo luận hồi lâu rất sôi nổi, nhưng rốt cuộc cũng không đi đến đâu cả. Chủ tịch dàn xếp mọi ý kiến bất đồng bằng cách không cho cử tọa phát biểu nữa rồi kết luận dựng đứng. Hội nghị đã tới một kết luận dứt khoát và cách mạng sau khi thảo luận sôi nổi và xây dựng. Tuy hội nghị chưa nói rõ ra, nhưng tôi chắc các đồng chí đều cùng một sự giải quyết như chủ tịch. Cuộc bất hòa giữa bộ ba Đào Định Đức phải được chấm dứt. Xét thấy chị Đào yêu đồng chí Định một cách chân thật và giấy hôn thú của đồng chí Đức vô giá trị với chính thể nhân dân, nên hội nghị đứng trên lập luận Mác Lênin, lấy duy vật biện chứng lập bó đuốc soi đường, chấp thuận một quyết định cách mạng. Đó là quyết nghị không công nhận cuộc hôn nhân vô lý Đức Đào và tuyên bố cho phép chị Đào được sống riêng tư từ phút này. Chị Đào được quyền mang theo đứa con trai 5 tuổi. Kết quả của cuộc kết hợp miễn cưỡng và phi lý, chị Đào muốn nghe qua lấy ai tùy ý. Hội nghị không có ai phản đối chứ? Cố nhiên là không ai, trừ anh chồng Mộc Sừng dám phản đối. Mọi người nhao nhao giải tán, tất cả tiếng kêu gào uất ức của anh chồng mất vợ và tiếng reo khẩu hiệu của cặp gian phu dâm phụ thắng thế. Dì Vương Mai đứng dậy nói giọng bực bội: "Anh thử nhìn lên bàn chủ tịch mà xem, sự việc trai gái ngoại tình, việc gì phải trưng ảnh mấy thằng cha căn chú kết ra kia chứ?" Tân nhìn theo phía tay dì chỉ, phía sau bàn chủ tịch đoàn, trên một bức bách rộng, Tân thấy ba lá cờ đỏ to lớn, mọi cái bằng nửa cái chiếu của ba nước Nga, Trung Cộng và Việt Cộng. Trên mỗi lá cờ là mỗi bức hình Liên Xô yêu dấu của ông xích cha già của nhân loại. Trung Hoa vĩ đại có bác Mao, còn Việt Nam có bác Hồ. Vì là nói châm biếm: "Ấy thế, cộng sản dân chủ thế đấy. Thằng Đức chịu mất vợ vì hắn không có chân trong đảng của bác Mao và ông xích. Thằng cha phó giám đốc cũng cưới vợ từ hồi thực dân đấy, mà có đứa nào dám tuyên ra đâu. Hắn già cất mà con vợ trẻ măng chỉ đáng tuổi con hắn. Dạo nọ, một thằng trưởng ty chỉ mới tán chuyện sơ sơ với vợ hắn thôi á, mà đã bị đưa ra hội đồng kỷ luật và suýt nữa ngồi tù. Chung quy chỉ có chân trong đảng là được mọi điều lợi. Thứ nhất là khỏi bị mất vợ." Tân nói: "Như chế độ này, con người chỉ là một cái máy, không hơn không kém. Mụ Đào đã có chồng rồi mà vẫn được quyền ngủ với người khác. Cái máy làm quái gì có trí óc, có tình cảm mà anh phạt nào. Tôi tưởng nếu cứ cái đà này trượt mãi không khéo chỉ độ 10 năm nữa, cha đến ngủ với con gái, vợ chồng lấy nhau theo dao kẹo tình hạn mất thôi." Dị lắc đầu chép miệng: "Thay mà còn biết bao nhiêu thanh niên nữa như tôi đương hoạt động trong nội, vẫn nuôi ước vọng ngu dại, được nhảy ra ngoài này với kháng chiến để sống tự do hơn anh à. Anh vẫn còn đủ thì giờ đánh thức những kẻ đương mê muội ở nội thành, coi kháng chiến là thần là thánh. Tại sao anh không trở lại nội thành để soi đường cho những kẻ ấy sao?" Dị nói giọng cả quyết: "Thế nào tôi cũng dinh, sống mãi ở đây đến chết mất." Tân nhìn dị đi khuất sau bụi dâm bụt trước cửa, lòng tràn ngập một nỗi buồn mênh mang. Xung quanh anh, mọi người đang chạy xuống dốc. Đời sống ở vùng cộng sản, nhất là đời sống tập thể gò bó ở cơ quan, đã bóp chết cá tính thiên nhiên của con người. Một bầu không khí lo sợ bao trùm cơ quan. Sự cách biệt giữa những đảng viên cộng sản và những nhân viên ngoại đạo ngày càng thêm sâu sắc. Tuần lễ trước, một câu chuyện tương tự đã xảy ra trong khi cơ quan đóng tại Vịnh. Đương đêm, một ông đảng viên cộng sản thành phần bằng năm 100% áp dụng chủ nghĩa Mác Lênin một cách triệt để, đã mò vào buồng con gái ông chủ nhà. Cô con gái quả quyết chính hắn đã cưỡng hiếp cô ta trong khi bố cô đi vắng. Nhưng phân đoàn lại bên vực ông bằng năm chầm chậm, biện lý rằng trong lúc tối đêm cô bé đã bị lầm. Hơn nữa, giai cấp bần nông không có cái tình mèo mỡ như vậy. Rốt cuộc để làm vừa lòng dân chúng sở tại, một nhân viên thành phần tiểu tư sản dao động, không có chân trong đảng bị khép vào tội hữu hóa, hiếp dâm gái non và bị khai trừ khỏi phân đồn, đồng thời đưa ra cho dân làm sỉ vạ, mặc dù gia đình nạn nhân cho rằng nhân viên kia bị oan uổng. Đảng đoàn cứ cho thi hành quyết nghị trừng phạt.
Tân nhủ thầm, cái cảnh địa ngục này còn kéo dài tới bao nhiêu năm nữa hỡi trời. Đình nguyệt bỗng sáng rực ánh đuốc và đèn dầu, trên tường vải đỏ giăng kính la liệt khẩu hiệu và ảnh khắc vĩ nhân Nga Tàu. Ban nhạc đồng ca của cơ quan gồm hai thằng bé đậu 10 tuổi chuyên làm tống văn thư và mấy cây đàn banjo bắt đầu ong ổng. Nhân viên khu lục tục kéo tới. Đêm liên hoan có khác, đình nguyệt bỗng biến thành một hội sảnh trang trí một màu đỏ chói mắt. Chiến dịch biên chế công chức đã kết thúc. Một nữ nhân viên của sở công an khu được mời dự đêm liên hoan trước khi từ giả khu. Các công chức bị thải hồi đều là người sinh trưởng tại những vùng do Pháp kiểm soát. Sau khi bị biên chế, họ đâm ra tứ cố vô thân. Họ không thể về Tày được vì mỗi người chỉ được cấp một giấy thông hành hạn chế, cho phép đi lại trong địa giới Nghệ An. Bị thải hồi một cách đột nhiên và vô lý, họ đành cúi đầu thi hành mệnh lệnh của Đảng Đoàn Cộng sản. Những nhân viên được biên chế đều ngồi về một mé đình. Người nào cũng buồn rười rượi, đẹp thêm một bầy con rách rưới lôi thôi lết thớt và một bà vợ xanh mét, đôi mắt thức khuya thâm quầng. Ta thử đọc mấy khẩu hiệu này xem, ai đời đuổi người ta mà còn xoan xoát, được biên chế và phục vụ nhân dân, được biên chế là cứu quốc, lạc như biên chế là một đặc ân ấy. Dị thêm vào một câu, trong 50 nhân viên biên chế không có lấy một người có chân trong đảng, thà nói trắng ra rằng đuổi hết bọn ngoại đảng đi để dễ thực hiện chính sách độc tài còn hơn là úp úp mở mở. Thiện nói, được biên chế chứ không phải bị biên chế, nghe không? Cũng như hồi tôi ở tù, thằng quản lao Kim Nhan đã từng lên giọng móc xích dạy tôi rằng được ở tù, được nhân dân tạm giữ lại một nơi để giáo dục lại theo tinh thần vô sản chứ không phải bị tù. Chà, cái đất cộng sản này ăn nói tài tình quá. Tân và dị thích chí cười vang. Xanh đừng nói chuyện tầm phào với một bà mẹ chiến sĩ độ 20 tuổi, mặt non trẻ, nhíu lông mày lại khi nghe tiếng cười khoái trá và ngạo nghễ của Tân và dị. Hắn bật ngón tay kêu đánh cắt một tiếng rồi nói, sao các đồng chí vui thế, được biên chế à? Tân đáp xích mé, được biên chế mà chết cha người ta à? Nếu biên chế là một chuyện sung sướng, tại sao anh không xin được biên chế? Tôi cũng mong được biên chế nhưng còn án tù thì biên chế thế nào được? Ê, đồng chí nói thiếu xây dựng, đồng chí về đây để học tập nhân dân học sau này nắm vững được đường lối mà phục vụ. Đồng chí còn có tù nữa đâu. Còn về việc biên chế đó là một cái vinh dự, biên chế để giúp quốc gia có tiền đánh giặc, biên chế để bày tăng gia sản xuất, biên chế là cứu quốc. Thiện nắm tay áo Tân, thôi đi ra ngoài này, anh chưa học tập tài liệu biên chế kỹ càng hay sao mà trình bày thiếu lập trường thế. Thằng Xanh cười trát miệng, ha ha, đồng chí Thiện nói đúng quá, thấm nhuận rồi có khác. Thiện kéo tay Tân ra ngoài, anh thì thầm, chốc trả làm gì thêm mà thử anh. Nhận nó báo cáo với thằng giám đốc đưa trả lại anh bến hới thì sao? Tân mỉm cười, tôi cố ý làm như vậy để lừa nó. Nếu tôi trăm rắp cúi đầu vâng theo nó sẽ nghi là tôi đóng kịch. Vì tôi vẫn bị coi là một đảng viên quốc gia vững bỉnh nhất và có nhiều đoàn thể tín nhất. Chỉ một việc tôi bị đưa về công an khu, nơi mà đảng đoàn mạnh nhất trong liên khu, thì anh cũng đủ biết bọn chúng chú trọng tới tôi như thế nào. Thỉnh thoảng cũng phải để cho tôi phản động một chút trước khi chịu giác ngộ. Giả lại tôi tin rằng lúc này bọn chúng đương cần tôi làm vật thí nghiệm, chưa thể hy sinh được. Hơn nữa, Tân ngừng bạc, anh không muốn Thiện biết tấn cảnh ái tình vừa xảy ra giữa anh và Thanh Huyền. Buổi liên hoan bắt đầu sau khi ban nhạc hát một bài hát ầm ĩ ca tụng tinh thần thân hữu Việt Trung Xô. Những vị tai to mặt lớn lần được diễn thuyết, bài nào cũng kéo dài hàng tiếng đồng hồ và đều nhai lại những chuyện xảy ra bên Nga hoặc bên Tàu. Đại khái, biên chế là một ân huệ mà chỉ có viên chức dưới chế độ Dân Chủ Cộng Hòa được hưởng. Biên chế không có nghĩa là sa thải, vì chỉ có chế độ nô lệ mới sa thải công chức, còn chế độ mới chỉ biên chế để phân phối nhân sự cho hợp lý. Sở dĩ cuộc biên chế phải thực hiện gấp rút vì chính phủ sắp chuyển sang giai đoạn tổng phản công, cần ít người làm nhiều việc. Tân không nghe rõ từng người mà chỉ theo dõi điệu bộ của từng diễn giả. Hãy nói tới Trung Quốc vĩ đại, diễn giả nào cũng giơ tay lên trời trong khi mọi người hô muôn năm đến rách cả tai. Buổi liên hoan kết thúc bằng một cuộc khiêu vũ theo lối dân chủ nhân dân. Già trẻ, trai gái ôm nhau nhảy nhót hỗn độn, vừa nhảy vừa hát ông ổng.
Tân ôm Thanh Huyền nhảy ở một góc đình. Lần đầu tiên, Tân ngửi thấy mùi nước hoa rắc tiền trên tóc Huyền. Huyền mặc một cái áo cán bộ màu muôn mối may, khít người một cách lẳng lơ. Trên cổ chối lòa một chuỗi hạt trai thật. Cách phục sức sang trọng của Thanh Huyền làm nàng nổi bật hẳn lên trong cuộc liên hoan. Huyền sát ngực vào người Tân. Anh bằng lòng không? Hôm nay em chỉ nhảy với anh thôi, nhảy nông tác phủ phần lan với em nhé. Ước gì anh được sống với em mãi, nhưng anh sợ phải sống thiếu thốn lắm. Thanh Huyền cười tươi như hoa. Nhận thức em dùng phải gửi từ nội ra đấy. Người ta thường bảo rằng các cán bộ chịu đựng giỏi lắm kia mà. Thanh Huyền về môi đáp. Nhưng em lại khác, em là cán bộ có công với đoàn thể. Em có quyền được sống thừa thãi. Vừa nhảy với Huyền, Tân miên man nghĩ tới những con thiêu thân khác cùng lứa với Thanh Huyền. Một vài năm nữa, khi chính quyền cộng sản đã vững, khi cuộc thanh trừng giai cấp bắt đầu, thử hỏi Thanh Huyền còn có nước hoa Costi, xà phòng Hambigan, kẹo cao su và trà thiết quan âm mà dùng nữa không? Tân thoáng thấy xanh, mồ hôi nhễ nhại, lách đám đông tiến bộ về phía tên giám đốc đương nhảy Son Mi Son với cô thư ký trẻ nhất và đẹp nhất sở. Không hiểu hắn thì thầm gì mà tên giám đốc xa xăm nét mặt lại, buông cô gái rồi lặng lẽ ra ngoài. Huyền buông tay Tân chạy ra lại phía xanh, một lát sau nàng quay lại nói với Tân giọng bình thản. Thân tự tử chết rồi anh à, cả đứa con nhỏ nhất cũng bị anh ta bóp cổ chết. Anh ấy được biên chế nhân vì con đông quá, và lại chưa thấm nhuần chính sách nên sợ không tìm được việc làm. Anh nhảy nốt bài này với em đi, anh nhảy dẻo quá, anh rít chặt thêm chút nữa đi. Xong bài này cho anh lại xem chút nha. Thanh Huyền phụng phịu gật đầu. Tân lặng lẽ như cái máy theo Thanh Huyền, đi băng qua một vườn bưởi tới nhà Thân. Thân là một công chức cũ thời Pháp có 5 con. Cũng như những người yêu nước khác, Thân chạy theo kháng chiến từ 1946. Anh giữ một nhiệm vụ chuyên môn tại phòng hành chánh sở công an. Nhà Thân ở cuối xóm gần bến đò Thanh Chương. Khi Tân tới thì phía trong nhà người đã đứng lấu nhấu. Thân nằm sóng sụp trên chiếc giường gỗ, mặc một bộ quần áo nâu rách, mặt xám ngoẹt và quẹo sang một bên, một tia máu ứ trên miệng. Bên cạnh Thân, một đứa trẻ gầy yếu độ 1 năm nằm sấp, đầu quay về phía bố, một chân co, một chân duỗi. Không khí căn nhà có vẻ nặng nề. Thiện nháy mắt ra hiệu cho Tân ra ngoài. Thiện nói, tội quá anh à, thằng nó được tiếng là hiền lành xưa nay. Thế mà nó phải bóp chết thằng bé mà vợ chồng nó cưng nhất để cùng chết cho đỡ khổ. Vợ chồng theo kháng chiến từ hồi sở công an còn ở Thừa Thiên. Tưởng được trọng dụng, ai ngờ bị đuổi. Một vợ và 5 đứa con nhấn như thổi lại mất việc nữa. Thì lấy gì mà ăn trong cái cảnh gạo châu của quế này. Kể ra chết cũng phải anh à. Cái chết của thân may ra có đánh thức cái bọn đương ngủ mê trong sở được chăng? Nghe một lát Thiện tiếp. Thân để lại một bức thư dài, chửi cộng sản thậm tệ. Tôi đến sớm nên đọc được gần hết. Không kéo vợ anh ấy đến tự tử mất thôi. Lúc nãy tôi nghe chị ta nói như vậy rồi. Chị Thân chửi mắng thằng giám đốc không ngớt miệng. Bọn đầu trâu mặt ngựa thuộc quận đặc biệt tới lâu chị Thân đi trước khi anh tới. Rồi còn nhiều vụ bất tử nữa anh à. Tên đáp băn khoăn. Tôi cũng nghĩ như vậy. Thóc cao gạo kém lại mất việc nữa. Thử hỏi lấy gì mà nuôi nổi 6-7 miệng ăn. Tôi không hiểu sao bọn cộng sản lại có thể nhẫn tâm đến thế được. Dẫu sao chúng cũng là con người. Thiện nói, chúng có còn là con người nữa đâu, người đâu lại cướp vợ trẻ khác mà không sợ tội, người đâu lại nhẫn tâm cười ha hả được trước một cái thây ma bao giờ. Tân im lặng không đáp, lời nói của Thiện rất đúng. Lúc nãy khi tới cổng nhà Thân, Tân gặp tên giám đốc sở từ bên trong chạy ra, nụ cười tươi như hoa nở trên môi. Tân miên man nghĩ tới hàng vạn chiến sĩ quốc gia bị Việt Cộng thủ tiêu trong cuộc đảng tranh 45-46 và những thanh niên hăng hái đã bỏ xác trên các mặt trận. Tân lại nghĩ tới những người công chức vừa bị đuổi và hàng bao vạn người sắp sửa bị cộng sản đầy đọa giết chết. Chết như Thân càng đỡ khổ, sống thêm một giờ nào trong cái hỏa ngục đó là một giờ đau đớn nhục nhã. Và từ trước tới nay đã bao nhiêu người tự tử như Thân vì oán ghét chế độ cộng sản mà không thể nào lật đổ được. Tân lặng lẽ men theo dẻo cát ướt dưới bến đò Thanh Chương.
Trời tối mịt mù, cây đa trước bến chỉ còn là một khối đen cao ngất. Gió sông thổi rào rào qua các nương dâu ven sông. Những bóng người đen ngòm, đợi đò lấu nhố một góc bến, chân khô nước bị bỏng. Tân lội ra xa để lên đò trước cho có chỗ. Đò ngang Thanh Chương bao giờ cũng đông như nem vào buổi tối thứ bảy. Nhất là những đêm có cuộc vui bên kia sông. Đêm nay dân chúng Nguyệt Bổng nô nức sang bên huyện xem kịch do một đội văn công lưu động trình diễn. Tân đi lẫn trong đám người xem kịch, lòng rất bình tĩnh, tuy anh sắp làm một việc tối quan hệ. Theo kế hoạch đã định, Tân phải giải thoát cho kỳ được anh ba và Kháng trong đêm nay. Sang tới bên kia sông, Tân nhìn quanh một lượt những chiếc thuyền nhỏ bỏ neo sát bến. Xa xa, đối diện với bụi mía đen xì nằm im lặng, con thuyền nhỏ của cát với ngọn đèn đỏ treo trước khoang. Tân tặc lưỡi, Tân ngần một giây rồi tiến về phía huyện lỵ. Từ bến tới huyện phải đi qua một con đường dốc ngắn. Huyện lỵ Thanh Chương ở cao chót vót trên một ngọn đồi. Đó là nơi phát sinh ra mầm mống cộng sản tỉnh Nghệ. Một dãy nhà ngói thấp lè tè, mấy trăm nóc tranh cũ kỹ với một số dân cư nghèo nàn quanh một khu nhà gạch mỏng mảnh trước kia là huyện đường Thanh Chương. Thời Dân Chủ Cộng Hòa, Ủy ban Hành Chánh huyện cũng đặt trụ sở tại huyện đường. Gần 50 phạm nhân bị nhốt như cá hộp trong hai cái xà lim cũ của huyện. Hầu hết là chính trị phạm, đảng viên các tổ chức quốc gia chống cộng. Thanh Chương có thể được gọi là trạm dừng chân của phạm nhân, vì toàn thể phạm nhân bị đưa tới Nghệ An đều được giải tới tạm giam nơi đó, đợi ngày đến trại giam miền ngược, như Bả Vai, Kim Sơn, Bảy Chè, Bến Hới, Thanh Chữ, Kim Nhan. Một số phạm nhân có học thức hoặc giỏi về chuyên môn đều được đưa về phục dịch trong một thời gian, giúp đỡ các cán bộ Việt Cộng. Tân đi vòng một lượt quanh huyện, Thanh Chương ban đêm vui hơn ban ngày nhưng vẫn được một vẻ buồn rơi rít. Gần quỹ ban, Tân vẫn gặp lại khuôn mặt buồn thiêu và trắng bệch của cô gái bán hàng tạp hóa, hoa hậu của Thanh Chương. Cái mũi đỏ như gấc của một bán hàng chè xôi xế cổng huyện, ngày trước bị giam tại Thanh Chương. Tân thường bị giải qua nhà cô hoa hậu và mụ mũi đỏ. Một bận Tân được phép vào hàng tạp hóa mua một cuộn chỉ. Cô hoa hậu rất đổi kinh ngạc khi thấy Tân chào hỏi lễ phép và không có lối nói buông thõng như dân trong vùng. Cô ta mỉm cười nói với Tân. Trước kia họ nói với tôi rằng các ông là diệt gian, là mật thám cho Pháp và chuyên môn bắt cóc tống tiền hiếp dâm đàn bà. Nên hồi các ông mới tới chúng tôi sợ quá. Không ngờ các ông lại hiền từ và nhã nhặn như vậy. Tân đáp giọng thương hại. Anh em chúng tôi người nào cũng như thế này cả. Họ sợ chúng tôi nên mới vu cáo cho chúng tôi làm tay sai cho Pháp. Tôi tin rằng điều tôi nói có Chúa chứng giám. Vừa nói Tân vừa ngước mắt nhìn lên bức tượng Đức Chúa Giêsu bày trên nóc tủ trong nhà. Thiếu nữ là một tín đồ công giáo ngoan đạo, cũng như mụ bán chè, mũi đỏ và hầu hết dân chúng trong huyện. Thiếu nữ rất có cảm tình với các phạm nhân quốc gia, nhưng chỉ dám thương mến một cách im lặng và sợ sệt. Tân rẽ sang con đường nhỏ vào huyện đường, phía trước mặt dưới ánh đèn điện chói mắt, hàng ngàn dân chúng ồn ào hỗn động, đường vây quanh một sân khấu nhỏ hẹp dựng áp vào tường. Tiếng nhạc khí chói tai xen lẫn tiếng vỗ tay rầm rầm. Đứng lẫn vào đám đông, Tân liếc nhìn về phía nhà giam. Không một ánh đèn, phạm nhân đã đi ngủ vì trời đã khuya. Nhà giam gồm hai xà lim, một lớn, một nhỏ. Cái nhỏ có một khung cửa sổ chắn sông gỗ bọc mắt kéo. Nhìn về phía bờ sông, bọn gác trước nhà giam không có một ai. Địa dầu ta treo trước mái lụi tàn gần tắt. Tân cố nhìn đồng hồ tay, 1 giờ đêm. Một tiếng còi cano réo dưới bến. Tân đi vội về phía hàng rào giam bột, rồi men theo bụi cây đen ngòm vòng ra phía sau trại giam. Đứng sau lùm cây, Tân chỉ cách xa cửa sổ nhà giam độ 10 bước. Tiếng hò reo vỗ tay từ đầu huyện đường vọng lại trại giam. Bên trong im lìm như chết. Tân đưa tay làm loa, bắt chước tiếng cứu, hú lên 2 tiếng. Đầu một lát Tân hú lại, nhưng tiếng ngân dài hơn. Qua bóng tối dày đặc, Tân thoáng thấy một bóng người từ bên trong nhòi ra. Tân lại cất tiếng hú, 1 phút sau, 3 tiếng sát hàng rào dâm hụt.
Theo sau là Kháo. Tân nắm tay ba lặng lẽ nhảy xuống một cái hầm tránh máy bay kiểu chữ chi, chạy dài từ bụi dâm một tới ruộng mía gần bờ sông. Gió sông quạt mạnh làm Tân lạnh người. Lúc tới gần thuyền, Tân gặp Cao Đưng lúi húi cuộn dây neo bỏ lên sàn. Cao vội vã tắt phục ngọn đèn treo trước mũi thuyền và mở rộng cửa khoang. Con thuyền từ từ trôi ra giữa sông rồi ghé sang bến nguyệt bổng. Tân như một cái bóng nhảy vội xuống bãi cát ướt, tiếng chèo khô nước bì bõm, con thuyền lại đi khuất vào bóng tối. Tân chạy nhanh lên dốc về phía nguyệt bổng. Thông nguyệt bổng đã ngủ ly bì. Tân rẽ qua một ngõ hẻm, băng qua một khu vườn rộng trong toàn mít. Nhà Tân ở cuối vườn mít. Tự nhiên Tân lạnh toát người. Anh linh tính một việc không lành. Tân rón rén vòng qua cái miễu thờ tới phía sau nhà. Tân giật mình kinh ngạc vì trong nhà vẫn ánh đèn sáng. Tuy trước khi anh đi đã cẩn thận tắt đèn và cất ngao đầu dưới gầm án thư. Tân quỳ xuống nhìn qua kẻ vách. Bên trong sân đương lối hối lục đóng sách vở để trên bàn. Hai công an viên đội mũ có lưới ngồi như pho tượng trên chiếc trần kỹ kê sát cửa vào. Như một làn chớp nhón qua ốc, Tân nghĩ tới Thiện. Tân nhẹ nhẹ trở lại đường cũ. Thiện đương ngồi đọc sách ở góc nhà. Bên cạnh một ngọn nến leo lét, Tân sẽ động vào vách. Thiện thổi tắt phục ngọn nến. Tân dìu Thiện ra sau vườn. Thiện nói giọng hơi run. Chúng nó mới tìm anh vào khoảng nửa đêm, cách đây độ hơn một giờ. May quá tôi đi họp về, thằng Xanh dẫn mấy tên công an viên của quận đặc biệt băng qua nhà tôi để tứ vườn mít. Tôi lặng lẽ theo chúng thì y như là tôi nói với anh hôm qua. Chúng tới bắt anh. Trước kia bọn công an đưa anh về đây cốt để khai thác tài liệu và dùng làm mồi câu các đảng viên khác đương hoạt động ở ngoài. Đến khi vai trò của anh không cần tới nữa, hoặc sự có mặt của anh không lợi, chúng sẽ bắt anh và lần này chắc sẽ thủ tiêu anh đấy. Tân đáp, tôi đã tiên đoán việc đó, nhưng thật không ngờ bị hy sinh quá sớm như vậy. Tôi rất tiếc không ở lại đây được nữa, tuy công việc phải làm đương còn nhiều. Tôi sẽ thay anh làm những việc còn lại. Tôi định nói như vậy với anh, bây giờ tôi lên đô lương rồi đi thanh gấp. Tôi tin sẽ thoát được vòng vây công an vì đã lấy được đủ giấy má hợp lệ. Anh lấy của Thanh Quyền phải không? Phải, tôi lấy của cô tình nhân bất đắc dĩ ấy một tập chứng minh thư và giấy chu lưu đặc biệt. Nhưng sao anh đoán tài thế? Ha, thấy anh dinh với Thanh Hoàng tôi biết ngay mưu mô của anh. Có lẽ thằng giám đốc đến hơi thấy sự thất bại của cô ả, nên bắt Anna để trừ hậu quả. Cũng có thể, tôi có cách đi gián bọn chút. Nhờ anh sáng sớm mai lấy cái máy đánh chữ chuyên huấn đánh một bức thư cho Thanh Hoàng. Anh đánh trên một mảnh giấy trắng bức thư như sau: hẹn em đúng ngày 21 tháng sau, sẽ gặp lại nhau ở đó. Cẩn thận đừng để anh giấu tay vào. Anh bỏ mẫu giấy đó vào phong bì để vào trong ngăn kéo bạc cho tôi. Ngăn kéo của tôi khóa, Anna chùi bức thư qua kẻ vào bên trong. Thế nào, chúng cũng khám phá ngăn kéo của tôi vào khoảng trưa mai, khi biết chắc tôi trốn. Chỉ có mấy dòng chữ ấy cũng đủ cho bọn chúng ngờ vực lẫn nhau rồi. À, tôi sẽ làm theo lời anh dặn, còn vấn đề liên lạc với tỉnh bộ Nghệ An. Trong tuần sau vào tối thứ năm sẽ có một chị liên lạc tới gặp anh ở quán chè xôi mụ mũi đỏ bên kia sông. Thôi, chúc anh ở lại may mắn. Anh lên ra đô lương bằng gì? Bằng đường bộ hoặc bằng cano? Thiện lắc đầu. Bất tiện lắm. E chúng đuổi kịp mất. Tại sao anh không lấy xe đạp của tôi mà đi? Thôi, tôi sợ liên lụy tới anh. Anh đừng có ngại. Tôi đã có cách nói. Thôi, anh đi. Chỉ nghĩ tới lời tuyên thệ là tôi có đủ can đảm để vượt qua mọi nỗi khó khăn rồi. Xe đạp để ở nhà bếp sau cái cối giả gạo ấy. Chào anh. Chúc anh lên đường bình an. Tân dắt xe băng qua vườn, trong bóng tối Tân đạp từ từ dò đường ra bến. Tân đạp qua một con đường mòn để khỏi qua đồn công an trước thôn rồi cắm cúi phóng huyết. Ánh đèn pha sáng quắc chiếu một vạch dài ngoằn ngoèo trên con đường đất đỏ. Lúc qua vịnh, bánh xe nghiến lá băng rụng nghe lào xào. Gió sông vịnh thổi tung mái tóc lòa xòa của Tân. Quán phở bà Tùng còn le lói ánh điện. Tân phóng qua thôn Đại Đồng rồi leo dốc rạng, qua đồi thông rạng. Tân lại đổ dốc, tuy trời mát mà mồ hôi Tân nhễ nhại. Tân tới đô lương vào khoảng 4 giờ sáng, anh đạp một mạch tới đình Nghiêm Thắng. Chung quanh xóm nhân ở, các hàng quán đã trở dậy dưới ánh đèn sáng chói. Tân dựng xe sát cửa rồi đập vào vách. Trong nhà tối om, tiếng nhân vọng ra. Ai? Tân đáp xe sẻ. Anh mở cửa đi.
Anh Tân, trời, tại sao anh lại lên đây vào giờ này? Có tiếng dương quẹt đánh xe rồi tiếng guốc lẹp kẹt. Cửa vừa mở, nhân ôm chầm lấy Tân, nàng khóc nức nở và nói qua nước mắt. Em tin rằng thế nào anh cũng lên đây với em. Em sợ phải trở thành một mình quá. Bỏ anh lại đây một mình em chịu không nổi. Tân không đáp, lừ lừ nhìn nhân. Nhân lắc đầu nói, anh không ngại, giờ này ở Đu Lương mọi người đã dậy rồi. Nhà bên cạnh là một mụ buôn hàng chuyết, mụ đã đi từ cánh hai. Anh sẽ ra thành với em, anh đương bị lùng bắt. Nhân mở to mắt kinh ngạc. Tại sao lại bị bắt? Anh bị lộ rồi ư? Anh không tin bị lộ, chúng định bắt anh từ lâu, nhưng vì anh khéo đóng kịch nên mới thoát. Sau khi chiến dịch biên chế kết thúc, cuộc thí nghiệm giác ngộ phạm nhân xong xuôi, chúng mới bắt anh. Tại sao anh chạy thoát được? Anh cũng không hiểu tại sao nữa. Anh cho đó là do trời định, vì thật ra thân anh như cá nằm trong thớt, muốn thạch lúc nào mà chả được. Em cũng tin ở trời, hồi chập tối em ngủ thiếp đi, và trong cơn mơ em thấy được đi với anh ra Bắc. Mấy ngày nay em vẫn cầu nguyện như vậy, trời Phật phù hộ em đó. Nhưng trước khi muốn được trời Phật giúp, phải tự giúp mình đã. Anh chỉ ở lại Đu Lương một lát thôi, chúng ta phải đi thật sớm. Đi ban ngày nguy hiểm lắm, nhưng đỡ bị đuổi theo, nhưng còn đợi các anh ấy lên mới đi chứ. Sáng rõ thuyền các anh ấy mới tới bến. Nếu đi ngay chỉ nội đêm nay tới Thanh Hóa, đêm mai ta sẽ có mặt ở chiến khu rồi. Là chờ chúng mình sẽ được tới chiến khu. À, còn giấy tờ ra sao? Anh đã chuẩn bị đủ. Tân rút túi lấy ra một tập giấy chưa lưu đặc biệt. Nếu họ đòi khám chứng minh thư thì sao? Anh có một tập chứng minh thư đã dán ảnh và đóng dấu nội từ trước. Em khỏi lo chuyện đó. Tuy vậy, mình cũng phải đi gấp, vì nếu trì hoãn, chúng sẽ truy ra các giấy tờ đã mất và liên lạc hỏa tốc với Thanh Hóa. Chặn các nẻo đường lại thì khó thoát lắm. Chương trình đi anh định như thế nào? Chương trình đó phải ăn khớp với thủ tục truy nã của công an khu. Theo chỗ anh biết, ít ra sáng nay chúng mới biết anh bỏ trốn. Chúng sẽ thảo công văn truy nã hỏa tốc ra Hà Tĩnh và Thanh Hóa. Giấy tờ chúng làm nhanh nhất cũng phải đến trưa mới xong. Và tối nay, đội liên lạc hỏa tốc mới lên được, mang công văn đó đi được. Nếu khởi hành trưa nay, ta sẽ hơn chúng nửa ngày xe đạp. Vì công an khu không có điện thoại cũng như liên lạc bằng vô tuyến điện với Thanh Hóa. Nếu có vị tất mình đã đi thoát. Cả thải mấy người hả anh? Ngoài chúng mình còn có anh Ba và anh Kháng nữa. Nhân tháo dây màng vừa gấp vừa nói. Anh nghĩ một chút cho đỡ mệt. Để em thu dọn đồ đạc. Căn nhà này em để lại cho mụ liệu. Mụ ấy bán đồ đi sao? Tập thứ 12 đến đây đã chấm dứt. Xin mời quý vị bà con mình nghe tập cuối là tập thứ 13.